Dung Viên thân ái chào gặp lại quý khán giả của đài VNTV tại Little Sài Gòn, thủ đô của người Việt, miền Nam California trên bàn tầng 57.3, miền Bắc California, San Jose bàn tầng 16.10. Chương trình Good Morning Việt Nam America ngày hôm nay của chúng tôi được thực hiện cùng với anh Võ Văn Thiệu, vốn là một sinh viên Việt Nam Cộng Hòa du học ở bên Âu Châu. Chúng tôi nói đùa, chúng tôi đặt anh làm đặc phái viên của đài VNTV những vấn đề liên quan đến Âu Châu, đặc biệt là nước Ý, nơi anh du học ở bên. Hôm nay anh Võ Văn Thiệu trở lại với chương trình nhiều chi tiết về bên châu Âu. Anh trình bày một cách rất hấp dẫn ngày hôm nay. Trước hết, kính chào anh Võ Văn Thiệu. Xin kính chào Du Miên và kính chào quý vị. Tới đầu tháng 11, chúng ta mới có chích, cho nên từ đây đến đó ráng giữ đi. Chích rồi, quý vị tha hồ, lúc đó mình đi, đã điêu luôn, ăn uống thoải mái. Tại mình có đề phòng, có phòng rồi, đã lắm. Tổng thống nhắc lại một cách rõ ràng, chi tiết. Ở Mỹ này, quý vị biết, nghe miệng ông nói, bao giờ ông nói lừng khừng người khác. Ông nói chắc chắn là ngày cuối tháng 10, đầu tháng 11 là mình có thuốc để chích. Ông nói như vậy thì mình phải tin. Không tin tổng thống, tin ai? Ông không phải là ông bình luận hay là ông nói maybe. Ông nói là chắc chắn có. Mà đài VOA cũng nói chuyện này. Tất cả các cơ quan truyền thông bây giờ đã trấn an và bữa nay stock đường lên trở lại. Ngày hôm qua xuống gần ngàn. Cũng tại vì nghi ngờ là đây có phải thiệt hay không. Thưa quý vị, chắc chắn là thiệt rồi. Và vô này mình vui quá. Mà vui nhưng không quên lúc buồn, lúc khổ. Mình cầu Chúa, cầu Phật, cầu ông bà, cầu thần thánh phù hộ cho mình. Bây giờ có tin vui này. Việc đầu tiên là mình cảm ơn trời Phật, các đấng thiêng liêng. Quý vị làm ơn làm cho chúng tôi. Tại vì người Mỹ, quý vị, người Tây Phương, nhất là người Mỹ, họ làm cái gì họ cũng cầu nguyện hết. Cầu nguyện theo đức tin của họ, tức là đấng tối cao của họ. Họ có thể là Chúa, có thể được là đấng tiên tri, vân vân. Tùy theo tôn giáo, chúng ta nhớ cái điều đó. Và cái việc sau khi cảm ơn trời Phật rồi, mình ngó người thân của mình. Có thể là âu yếm chào nhau, cảm ơn nhau để giúp nhau. Rồi con cái, bà con, bạn bè, anh em loan báo cái tin này. Trong ấm áp tình người. Hôm nay chúng tôi vui khi loan những cái tin này. Tại vì chúng ta gần như là thoát được. Gần như thôi, chưa phải 100%. Thoát được cái đại dịch này. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn tất cả mọi cố gắng nỗ lực. Từ khán giả cũng như đài VNTV. Và quốc gia, chính phủ, liên bang, tiểu bang, quận hạt của Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, bây giờ Leo lấy giùm cho cái hình số 4 và video số 3. Đề tài này là đề tài mà anh Võ Văn Thiệu, anh muốn đi qua Mỹ tị nạn, ở Mỹ chứ không chịu ở Âu Châu. Đáng lý là trình bày trước Âu Châu thì anh đề nghị là đi qua Mỹ trước đi. Là ông Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, tuyên bố là từ đây đến cuối năm còn 2-3 tháng nữa dứt cả các viện khổng tử tại Hoa Kỳ phải dẹp bỏ. Thưa quý vị, đề tài này, anh Võ Văn Thiệu với cái nhìn của một người được học tốt nghiệp bên châu Âu, nhìn về vòng Hoa Kỳ. Thưa mời anh. Dạ, xin cảm ơn anh Du Miên. Kính thưa quý vị, đã nhiều năm rồi, Trung Cộng lợi dụng những kẽ hở của hệ thống giáo dục tại Hoa Kỳ đã thành lập những viện khổng tử tại các đại học với danh nghĩa là trao đổi văn hóa. Nhưng sự thật đó là cái ổ gián điệp của Cộng sản. Bây giờ chúng ta biết rồi. Nhưng mà cái damage, cái thiệt hại đã xảy ra cho nước Mỹ. Và không phải nước Mỹ không mà các nước khác nữa. Tôi ở bên Ý có nhiều người bạn, họ cho tôi biết là
rất là nhiều viện khổng tử ở Torino, Milano, Roma, Firenze hay Bologna, những thành phố lớn của Ý đều có viện khổng tử hết. Họ lấy danh nghĩa là trao đổi văn hóa, trao đổi sinh viên, tìm hiểu, đi giảng thuyết, nói những chuyện hay đẹp của nước Trung Cộng, và họ muốn giúp thế giới. Nhưng sự thật dưới cái chiêu bài trao đổi văn hóa này là họ lòng vào để họ kết nạp những người Mỹ, người Âu Châu nhẹ dạ theo họ. Mà đôi khi họ cho tiền nữa quý vị, họ cho tiền, họ mua chuộc đại học. Có một giáo sư đại học Harvard cũng bị cộng sản Trung Cộng mua chuộc để bán những cái khám phá những kỹ thuật cao của nước mình cho Trung Cộng. Thì đây là một cái điều rất là đau lòng. Nhưng mà chúng ta, những người tị nạn cộng sản, ta biết rồi, không có những cái gì xảy ra tại Trung Cộng mà là giúp cho nhân loại được hết. Chủ đích của họ là chỉ để thao túng thế giới, khuynh loát thế giới. Và đây là điều mà đã đến lúc nước Mỹ phải chỉnh đốn lại vấn đề này. Chúng ta đã giúp họ quá nhiều rồi. Từ một nước nghèo đi xe đạp không suốt năm, khiến quý vị, như tôi nói trước là thời Mao Tse Tung, cả trước khi mà Đặng Tiểu Bình qua Mỹ thì chỉ đi xe đạp và quần áo chỉ có hai màu thôi, mà nâu màu đen thôi, chứ không làm gì có mà xa hoa như bây giờ. Chúng ta đã giúp họ trưởng thành, đã mạnh lên, nhưng mà họ đã dùng cái đó để họ đạp đổ chúng ta, phá hủy cái văn minh của chúng ta, phá hủy cái truyền thống lâu đời của Tây Phương và của những người Nga, cả những người Á Đông, tốt đẹp của những người Á Đông nữa. Do đó cái viện khổng tử này, theo tôi nghĩ, đã đến lúc phải dẹp. Phải dẹp bỏ luôn, chứ không phải để mà họ làm, tiếp tục họ làm việc lợi dụng những sơ hở của các đại học Mỹ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do trao đổi, open society, để mà làm hại nước Mỹ, nhất là nước Mỹ. Thì đây là điều rất tốt. Chính phủ nào cũng nên làm chuyện này hết, tại vì họ khi đó đã thấy ra rồi thì họ phải làm cho được thôi. Xin thưa anh Duy Miên, là ý kiến của tôi là vậy đó. Vâng, cảm ơn anh Võ Văn Thiệu. Kính thưa quý khán giả, bây giờ Leo có thể lấy dùm cho cái hình số 9. Đài VOA cũng như các cơ quan truyền thông quốc tế ngày hôm nay loan một cái tin cũng rất là vui. Chúng ta đón có mùa vui. Đó là Hoa Kỳ, ngoài việc lên án Trung Cộng tại Hoa Kỳ, ở quốc tế, tại Biển Đông, châu Á, Thái Bình Dương, bữa nay thêm một cái nữa. Cái này, thưa quý vị, những người dân Việt Nam Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam rất là vui khi đón nhận tin này. Tại vì chúng ta là ở hạ nguồn sông Mekong, tức là ở cuối dòng sông Mekong, Cửu Long Giang của chúng ta, ở miền đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị, chính phủ Mỹ qua Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách Đông Á sự vụ của Hoa Kỳ chính thức lên tiếng. Hoa Kỳ đứng về phía những nước ở hạ nguồn sông Mekong. Để chi? Để vạch mặt thằng tàu đó ở thượng nguồn, nó lập đập, khi mà nó muốn dưới này hạn hán thì nó tắt nước để cho hạn hán chết luôn. Chúng ta đã bị suốt mấy chục năm nay rồi, không phải mình không, mà tất cả những nước hạ nguồn, Lào, Campuchia, Thái Lan, vân vân, chúng ta bị như vậy mà không ai làm gì được hết. Thằng tàu nó cứ miệng là cứ hữu nghị, rồi nó trám miệng mấy quan chức. Cho nên thưa quý vị, bây giờ Mỹ vô thì đây là tin vui. Gia đình của chúng tôi ở Việt Nam, những người thân của chúng tôi ở miền Nam đã kêu cho chúng tôi, nói rằng chúng ta phải cảm ơn Hoa Kỳ, cảm ơn Tổng thống Trump, cảm ơn cái chính sách này. Phải có một nước lớn như nước Hoa Kỳ mới có thể vạch mặt chỉ tên bọn Trung Cộng. Anh có đồng ý như vậy không? Dạ, đúng như vậy. Tại vì thưa Dương Miên, quý vị biết là cái sông Mekong thì nó đi qua 6 nước: Tàu, Thái Lan, Miến Điện, Lào, rồi Việt Nam, rồi Campuchia. Thì như Dương Miên đã nói là trong những năm qua họ đã chặn cái nguồn nước của sông Mekong.
và tất cả những cái thương thuyền mà đi trên sông Mekong, hay là những ngư phủ đánh cá, hay là nông dân dùng nước ở sông Mekong để tưới ruộng vườn của họ đều bị cạn kiệt hết. Ngay cả cái biển Hồ là cái biển lớn nhất của Campuchia Du Minh Hà, mà nó vẫn khô ra, nó khô như thường, thiếu nước. Thì thử tưởng tượng do ai gây ra, do cái lòng tham của mấy ông Tàu Cộng sản. Chứ người Tàu không Cộng sản Đài Loan thì đỡ hơn nhiều, tốt hơn nhiều. Họ làm như vậy để họ lo cho dân họ thôi, kinh tế họ, hay là ngay cả là do những cái dự án của mấy ông đảng viên Cộng sản thôi. Sự thật cái chặn nước ở sông Mekong thì cũng không giúp gì cho nước Tàu nhiều lắm, trừ khi là làm những cái thủy điện để mà sản xuất một số điện cho dân Trung Quốc xài thôi, cho dân Trung Cộng xài thôi. Do đó cái việc làm của họ dù muốn dù không là backfire, phản ứng ngược lại đối với những nước chung quanh. Và đến lúc những cái cường quốc như Mỹ, Nhật, Ấn Độ, Úc, những nước chung quanh, lớn chung quanh phải tham gia để chặn đứng cái sự thiệt hại này của từ Trung Cộng. Vâng, cảm ơn anh Võ Văn Thiệu. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau vài phút quảng cáo. Quý vị vui lòng đừng rời khỏi màn ảnh của đài. Cảm ơn quý vị.